sửa luật để giảm phiền hà cho người nộp thuế. Sáng ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về ba dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về dự án luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu việc đề xuất sửa đổi tập trung vào những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Thiết kế cơ chế, chính sách để giải phóng nguồn lực tại doanh nghiệp, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về ba dự án luật thuế và quản lý vốn liên quan dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt, sửa đổi. Thủ tướng nhấn mạnh đây là luật thuế tác động tới nhiều ngành hàng, doanh nghiệp, người dân. Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ để định hướng tiêu dùng, hạn chế tiêu dùng với một số mặt hàng nhưng cần phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam. Do đó, cần có chính sách để hạn chế tiêu dùng các loại hàng hóa có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người, môi trường, nguồn tài nguyên, các hàng hóa xa xỉ, phục vụ nhu cầu cao cấp. Tuy nhiên, phải hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân, nhà nước không thất thu thuế, hài hòa giữa mục tiêu thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu hạn chế được mặt tiêu cực từ việc tiêu thụ các mặt hàng này, bảo vệ sức khỏe người dân. Đồng thời, có chính sách thuế ưu đãi với các mặt hàng cần khuyến khích như trong kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. Thủ tướng lưu ý điều hành tránh giật cục, có lộ trình áp dụng phù hợp để các chủ thể liên quan có sự chuẩn bị, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế. Giảm phiền hà cho người nộp thuế, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa người nộp thuế với cán bộ thuế. Về dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp, sửa đổi, quan điểm là mở rộng cơ sở thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu thuế, nhất là trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ, đẩy mạnh hóa đơn điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong quản lý, thu thuế. Giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp để nộp thuế dễ dàng, giảm đi lại, mất thời gian. Cùng với việc bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, cần ưu đãi thuế cho một số đối tượng phù hợp như doanh nghiệp làm nhà ở xã hội, khuyến khích đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về dự án luật nhà giáo, dự án luật công nghiệp công nghệ số và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.